đổ, à nổ. Cái gì? Trăm con sóng từ mọi lần mà đổ về. Có ai không ta? Có anh. Sao anh không nhìn thấy? Này ní. Trên đằng sau thì đỉnh đầu mình cũng hai thằng. Hồi nãy đi, đi chung là em thấy có rồi đấy. Ok ok ok. Ui, nó nhảy lên lóc nhà của anh. Đù 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 đù. Thôi chết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi. Chết rồi, không có súng em ơi. No 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 no. Em cứ nằm đây thôi. Nó có M16 rồi. Thôi thôi thôi, bạn ơi. Mày quá chết rồi. Bạn đi chết đi, tôi nói thật. Bạn đi chết đi. Tôi bạn em gần đi rồi anh ạ. Ok ok, nó chuẩn bị chết rồi em. Nghe cái thằng này táp nghe dại quá anh ạ. Không, nó định anh đang định ăn cái mạng đấy mà nó vào nó táp mất cái mạng đấy của anh. Đau lòng. Đi chết đi. Nó lại cứ easy các bạn ạ. À. Trời ơi, easy quá. Rõ ràng có tiếng bị nhại mà. Alo. Alo. Có không anh? Không. Thi thoảng bị đấy bị nhại này. À của cái tiên. À, tiên. Anh ơi, đông này. Enemies ahead. Nhảy ca có luôn anh. Hết đạn rồi. Nó đang ở ngoài đấy, cẩn thận. Mang đạn ra cho này. Anh mẹ cứu em. Cẩn thận đấy, giờ lại còn hô cứu nữa thì ai cứu được. Anh thấy này. Bắn đi. Đông đấy này. Bên phải đấy. Cẩn thận nhá, nó còn đấy. Okay. Có một thằng gần anh này. Anh lên giàn giá anh bắn nó đây. Nốc rồi. Có đất 7 gà cho anh biết nào. Đằng sau bắn kìa. Cho anh biết là 7 nào gà. Ok. Đấy cái đằng cái nhà đằng cái này. Enemies ahead. Từ, anh. Súng má của anh đáp đi đâu rồi ấy, anh còn không biết nữa cơ. Đậu phòng. Anh nhầm lẫn hết cả đậu xanh. Thấy thì gà này là sao anh công cái. Cẩn thận nhá, có thằng ở nhà ca đấy. 3 viên này. Để anh lên trên anh ngắm nó cho. Đau quá. Nó đâu anh, nó ở đâu? Mấy thằng ấy, thùng. Chỗ công ấy, đằng sau bờ rào nữa, mấy thằng liền ấy. Có máu cả. Có anh em này, mấy kit này. Sau lưng. Anh chưa nhìn thấy mấy thằng ở đây đâu cả. Đang cái phớt luôn này. Từ đừng vứt vội. Bọn nó chạy đi đâu rồi em ạ? Bọn nó chạy đi đâu rồi ấy? Sau công ấy anh em. Không, ở gần chỗ anh mà. Chỗ bọn em có hả? Chỗ bọn em có mấy một team luôn đấy. Thế thì chịu rồi. Thế anh đứng ở đây anh canh chúng nó nhá. Anh nhìn thấy thì anh bắn. Còn không thì bọn em phải tự lo thôi. Bắn tội con boss luôn á. Thề luôn. Giờ này thì cần gì liêm sỉ nữa. Boss hay người thì cũng ăn hết. Tiên ơi. Tiên. Mấy thằng ấy Tiên ạ. Tôi đẩy qua cho Tiên. Ô mic của Tiên đâu? Ờ đây đây. Trời ơi. What's up? Nó đông quá cuốn. Nó ở đâu vậy? Đây chỗ cái đông lắm, không được nhà đâu. Nhà này. Nhà nào? Ly hay nhà nào? Enemies ahead. Nhà Ly đấy anh ơi. À. Cái thằng mà anh bắn nó ở đây nó chạy đâu rồi ta? Từ từ anh đi kiếm con xe thì anh mới đẩy được.
Bọn em cứ ở đấy đi, bọn em cứ ở đấy đi. Anh đi kiếm xe rồi anh đẩy qua. Mấy thằng lợn ở đâu rồi Tiến? Nhà, anh ở trong nhà. Trong cái nhà đấy đúng không? Vâng anh. Bọn em liệu có công được không? Bọn em liệu có công được không? Không, công được, anh vào thì cẩn thận nhá. Em đang đi móc một sau. Đủ, khó khăn vậy luôn đấy. Ôi. Thôi sao? Móc kiểu quần què gì vậy? Em không chết được đâu. Xe cho anh Tuấn. Đây đây anh có xe rồi. Nhưng mà xe anh lao thẳng vào thôi. Bọn em cứ bán đi, anh lao thẳng vào. Cái nhà ca đúng không? À nhà ly đúng không? Gần nhà C anh. Đệt. Còn gần nhà để C em, nữa. Để anh mày em có con boss nó gạt em. Đây anh chạy sang đây. Cứu được không? Cứu được không? Đây rồi, anh nhìn nó nhấp vô rồi, anh nhìn nó nhấp vô rồi. Một thằng. Cẩn thận anh nhá, em quay cứu gà, em hết đạn. Okay, ok, cứ cứu đi. Nó cũng cứu bạn nó rồi. Chỗ tiền móc được kìa. Anh hết tiền đạn rồi gà. Còn 6 viên, còn 20 viên này. Nó ngay chỗ sân sau anh này. Hai thằng, một thằng đang cứu, một thằng từ từ Tiên ơi, từ từ. Tiên vào chưa? Tiên vào chưa? Đây em vào đây. Chưa vào em vào đây. Ok, vào đây, anh vào rồi. Trong nhà phải không? Ừ, anh vào trong nhà rồi. Nó ở trong. Nó ở trong buồng này. Bậy. Hay ngớ. Xiệt. Bậy. Ôi đang hay à? Đậu phộng. Anh ăn double luôn đậu phộng. Thôi em xong vào em chết đấy đậu phộng. Anh ăn cho là nhanh nhất. Anh ơi, cho em xin viên đạn 7 với. Đạn 7 đây anh. Đây này. Cho viên đạn xanh, anh mày em cho em đạn xanh. À, anh không có đạn. Này đạn xanh đây, đây đạn xanh đó. Anh cần đúng 6. Cái tiền cần phớt không? Này ra đây anh cho phớt này. Không, em có phớt này, tại tiết kiệm thôi. À tiết kiệm à? Tiết kiệm thì anh nhặt lại đâu. Chúng nó còn nhá. Gạt giò. À có nước không cho em xin. Đây nước đây. Đó. Dầu cái quần què đậu phộng toàn cho thâm hụt vào ngân sách đấy đậu phộng. Đi thôi. Này. Thôi, màu 4 là ta bắn không? Thôi đi rồi, chả cần đâu em. Trăm nghìn con sóng từ mọi nơi mà đổ về. Ăn ngon bảy mà. Xe em đâu? Nhà này có xe, anh xe 4 luôn. Anh đâu nhà nào? Đây nhà em tí cái đi đêm chở cho đêm lại cho. Em biết. Thôi lên xe đi. Thôi đi ra ngoài. Không, anh không vào nhà đấy đâu. Ủa cái tiền. Cái đền. Đây em tự chạy em. Đấy, anh lấy xe. Xong rồi mình đi. Đưa xe cho anh, đậu xanh rau má. Đưa xe cho anh Mạnh ơi. Cho gà đi một mình. Đây. Em đăng xuất trên Facebook rồi đó. Ghét DP28 vãi á. Why? DP28 bắn mạnh mà, sao lại ghét nó? Đừng bao giờ anti bất cứ một khẩu súng nào nha. Tìm Dacia anh ơi. Đây anh đang đi tìm Dacia đây. À mặc bộ đồ đỏ này phải đi Dacia nó mới hợp lý em hiểu không? Tìm 1 tỷ rưỡi. Ơ có người anh ơi. Bắn đây. Cái đệt Tú Nguyễn này. Ơ shit. Enemies ahead. Xe 4 anh ơi. Đây rồi. Hơi lố. Má đấy là can tội đậu phộng. Cho em lại em loot phát. Ôi, xe đồ chơi. Vãi cả xe đồ chơi ạ, à. Đẹp như thế này kêu xe đồ chơi. Con chả hiểu. Điều khiển từ xa anh, con gà nó loot hết rồi. Xích hỏi gì á, ý các bạn nó hỏi là xích có còn đau đầu em. À em dư một cái bắn kính đạn AR này, dư một đống đạn xanh này. Ai cần em 2-3 lon nước này, 1 lon pen này. Nhanh lên đi nào. Đây, đưa đàn xanh này.
này cho hai người này đấy, đấy. Biến này, tất cả biến tất cả xe trong map này thành siêu hình như chạy ra ra viền rào ấy, nếu như anh không nhầm. Đằng sau nhà anh ấy, đằng sau nhà đấy. Đằng sau nhà đấy anh ấy. Ra đi, ra đi, ra ra bắt nó, ra đi đi theo anh, đi theo anh. Thằng ấy bắn yếu lắm rồi. Ê, thằng chó kìa. Ui, vai nổi. Hôm nay. Anh cũng không nhìn thấy, anh cũng không nhìn thấy. Ôi. Nghe đúng không anh, nghe tiếng này không? Đi rồi. Đây là một hay là hai team vậy? Một team. À không, đi bằng sao mà một team nữa. Ow. À rồi. Ok. Đệt. Cái tiên lại chết rồi. Vào đi. Trốn. Đậu phòng. Em chưa thấy thằng Rock nhá. Đứng gọn vào cái bánh xe ấy để nó không bắn vào. Đấy đúng rồi, để nó không bắn xuyên hầm. Nó chạy rồi, nó bị ăn, bị nốt, nó chạy rồi. Ok. Láo quá. Nó bị lỗi sao ấy nhỉ? Bắn mãi chả chết thằng nào. Thôi thì tay run, bắn thì có trúng đâu mà đòi chết à. Ai. Hồi nãy em bắn 44. Em ơi. Mình giải tán khỏi khu này đi, bởi vì là khu này mình đang bị bắn sau bắn trước, khó chịu quá. Cứ 100 cũng bắn mình luôn anh nhỉ? Ừ. Ăn một đánh đi. Cả sau cả trước bắn khó chịu quá. Ăn một đánh đi. Ok. Ăn ai mà chả được. Đi bút. Mà thôi, đếch cần lấy thính nữa, đậu phộng. Đi. Có xe này. Đi
siêu xe đậu hộ phẩm. Tiền tiền rồi em. Trả thù hay lại làm thêm anh tập anh nữa. Ơi, xe trong kho kìa anh. Quên. Wow. Ui. Wow, tụi này cơ hội ghê nha. Được rồi. Lên xe anh đi luôn này. Nhanh. Đến băm chúng nó ra từng mảnh nào. Nó ở trong khu nhà đúng không? Đậu phộng láo rồi đấy. Tuyên bố các bạn động. Cửa sổ nhà đỏ anh ơi. Ok. Động nhầm người rồi bấy về. Ở trong. Em để nhầm auto single. Thằng chỗ anh Tuấn Hiếu, công đi anh ơi. Chết rồi em ơi. Clear luôn anh. Yếu lắm. Clear. Team BMT này. Okay. BTM. Mà chứ B gì thì cũng chết hết rồi. Ui quả lấy anh vào anh để em bắn từng game một không? Anh không. Em bắn những cái là nó chịu không? Anh thấy bọn em tụ lại một chỗ là anh phải tránh xa ngay. Những con nghiện này đậu phộng dễ chết lắm. Không thể chết chung được. Lại Dacia em ạ. Mai phải đi, đậu xanh. Đi lấy lại thính đi. Ui, lấy thính làm gì hả các bạn ơi. Tiêu chí của mình là chỉ cần mạng, không cần thính. Ấu xịt. Đi. Tiên này có cốp gì to. Anh em bắn cốp gà lấy không? Đầy cốp to. Có cốp 8 cơ. Đưa Red Dot đây thì cho cái cốp 6. Thôi em có cốp 6 rồi. Thế thì hỏi. Cốp rồi. Đưa đây cái cốp 8 với anh. Cái đẹp trả lụa đi chết đi. Anh ơi, giết thằng Rốc tiên. Cái gì Rốc thì giờ tìm nó, biết nó ở đâu mà tìm. Ra chỗ thính nhà, kiểu gì nó chả tụ tập ở chỗ đấy. Thề luôn, thanh niên lúc nào trong tư tưởng chỉ nghĩ đến việc xin scope, mẹ xin phụ kiện này. À, bên phải nè. Đâu, bên phải. Đâu tiến. Đập. Anh lại các em. Vãi nồi ạ, quành như thế mà không bắn được nó, thua. Đâu à? Em khúc quành, còn ốp anh ơi, ốp anh. Không, giờ còn có 8 thằng ốp biết cái gì. Lên xe. Giờ anh không cần ốp. Anh là xe. Mạnh ơi, còn có 4 thằng thôi, đổi làm cái quần què em bắn giết đốt cũng xong trận này rồi. Đấy, ốp bắn giết đốt thôi, đậu không? Đấy, bắn em. Đấy, em bắn giết đốt đây đi. Đây này, đây mới thứ là thứ kết thúc mình này. Đi xa ngay đậu phộng, dạo này nghiệp tụ vành môi hơi nhiều, đậu phộng ăn lắm rất dồn vãi cứt. Mà đặt trên mạng cuốn giải nghiệp online mà mãi không thấy ship về đậu. Đây như kiểu là hai cái bô hai bên. Đấy. Đó. Riêng mấy thằng còn lại ấy, nó nhìn thấy con xe anh nó chết nửa đời người rồi. Gặp anh nó, anh bắn thêm một cái là nó chết à. Gặp anh nó tắt điện ngay đúng không? Cảm ơn ông Triệt nhá. Cảm ơn. Ông Triệt donate cho ông Triệt like vui vẻ. Ông Triệt enemy is ahead. Mấy thằng. Lần đầu donate cho em, chúc cả team nhiều top 1. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhá. Enemies ahead. Má ơi, con xe. Ai nổi à? Con xe to như tổ bố đàn mày, có thằng nằm từ nãy giờ nó phải bắn mình không tượt cái nào rồi. Em nó 4 lần rồi đấy, cay không trời. Đi. Đã bảo em không trả thù được trận này đâu, trận khác đi. Cái đệt trả lụa lại rất dồn, mày điên à? Thôi, kiếm nhà. Nhanh, kiếm nhà chui vào đấy, sợ lắm.
Nhất rôn nhất dũng. Em ơi, mỗi người một nơi nhá, đậu phộng. Mỗi người một nơi, té đi, té đi. Hai người này hơn một lần năm. Một nẻ năm. Ờ, ok em. Enemies ahead. Anh biết lúc cay chưa? Anh biết lúc cay chưa? Anh nhìn nó rồi, anh nhìn nó rồi. Ai? Enemies ahead. Các bạn chết, các bạn chết, các bạn chết. Yếu lắm rồi, ăn một viên ốp, một viên mờ, một viên mini mà không chết, ảo vãi. Hai thằng cuối cùng đây. Cái đệt. Hợp lý luôn. Tiên anh ơi, lại tiên anh ạ. Lại tiên, vãi nồi. Làm số liên tội vậy.